Đây là ba module relay với ba mức điện áp khác nhau là 5V DC, 12V DC và 24V DC. Các module này được sử dụng để đóng ngắt các tải công suất, sử dụng relay khi cấp tín hiệu điều khiển. Sản phẩm có độ hoàn thiện cao, chất lượng tốt, có thể kích ở mức cao hoặc mức thấp. Ngõ vào thì được cách ly bởi opto và transistor, giúp cho việc sử dụng được an toàn hơn với bo mạch chính. Ở ngõ vào thì sẽ gồm có hai dây nguồn, hai chân kích tín hiệu cho hai relé. Ở ngõ ra dạng relé chịu dòng tải lên đến 10A, có thể đóng cắt các thiết bị AC hoặc DC. Có thể sử dụng vi điều khiển để đóng ngắt. Hay điều khiển thông qua nút nhấn. Điều khiển thông qua cảm biến.